Quý vị đang xem chương trình của Tin Vui Media, tiếng nói của những nhà truyền thông Công giáo. Xin thân ái kính chào quý khán thính giả của Tin Vui Media. Kính thưa quý vị, mỗi khi gặp gian nan, khốn khó, ngã lòng, chúng ta thường chạy đến bên mẹ tâm sự để được ủi an, nâng đỡ. Trong đời sống thiêng liêng của người Công giáo Việt Nam, tình cảm đối với Đức Maria, đặc biệt là với mẹ La Vang, luôn thân thương, tôn kính. Và hôm nay chúng tôi kính mời quý vị cùng nghe bài hát Thánh Mẫu La Vang, một sáng tác của nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh qua phần trình bày của ca sĩ Tấn Đạt. Và để hiểu thêm tâm tình của tác giả khi viết bài hát này, chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý vị những chia sẻ của nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh gửi về từ Na Uy. Ca khúc Thánh Mẫu La Vang muốn nói lên tâm tình của một người con xa xứ, luôn nghĩ đến về quê cha đất mẹ, đặc biệt là Đức Mẹ La Vang. Đây là một ca khúc trong năm ca khúc Đức Công Huỳnh viết về Đức Mẹ La Vang. Một số bài thì Công Huỳnh có hai bài Đức Công Huỳnh viết về Đức Mẹ La Vang khi trực tiếp ở nơi thánh địa. Nhưng bài này viết ở tại Na Uy, vọng về quê mẹ, vọng về Đức Mẹ La Vang. Đức Công Huỳnh cảm hứng viết ca khúc này để nói lên nỗi lòng xa xứ của người con và luôn luôn nghĩ đến quê hương Việt Nam chúng ta đang còn rất nhiều đau khổ và luôn luôn cầu nguyện cho quê hương chúng ta. Qua ca khúc này, Đinh Công Huỳnh muốn gửi gắm đến tâm tình đó. Đây là một trong năm ca khúc Đinh Công Huỳnh viết về Đức Mẹ La Vang và có thể nói là một trong những ca khúc về Đức Mẹ La Vang mà Đinh Công Huỳnh tâm đắc nhất. Và xin gửi đến quý vị sau đây ca khúc Thánh Mẫu La Vang. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Danh mẹ luôn sáng lang khắp
trần gian. Bài hát Thánh Mẫu La Vang của nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh do ca sĩ Tấn Đạt trình bày đã kết thúc chương trình hôm nay. Xin mỗi người chúng ta tiếp tục nguyện cầu cùng mẹ La Vang để mẹ luôn ủi an đồng hành với quê hương, với con dân Việt Nam trên mọi nẻo đường trần thế. Kim Thúy xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành. Sáng lan khắp trần gian. Quý vị đang xem chương trình của Tin Vui Media, tiếng nói của những nhà truyền thông Công giáo.